trong làng giải trí Trung Quốc có rất nhiều trường hợp khiến người hâm mộ tiếc nuối. Bởi họ không chỉ sở hữu cả nhan sắc lẫn diễn xuất, lại còn chăm chỉ cống hiến nhưng họ lại mãi không thể có được danh tiếng xứng đáng. Dưới đây là những diễn viên vừa đẹp vừa giỏi mà cộng đồng mạng cực kỳ mong muốn họ sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn, sớm vụt sáng trên màn ảnh và có thêm thật nhiều người yêu thích. Lưu Học Nghĩa. Lưu Học Nghĩa sinh năm 1990 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Năm cấp 3, Lưu Học Nghĩa được tuyển thẳng vào trường Trung học Nghệ thuật Bắc Vũ. Sau khi hoàn thành 5 năm học múa, anh chuyển sang biểu diễn nghệ thuật vì ngoại hình nổi bật. Lưu Học Nghĩa tốt nghiệp khoa biểu diễn của Học viện Hí kịch Trung ương, sau đó đầu quân cho công ty Hoan Thụy Thế Kỷ. Năm 2013, anh chính thức ra mắt trong bộ phim truyền hình Thượng Quan Uyển Nhi với một vai diễn nhỏ. Đến năm 2016, Lưu Học Nghĩa tham gia bộ phim Tiên Hiệp Chu Tiên Thanh Vân Trí. Nhờ sự nổi tiếng của phim mà Lưu Học Nghĩa dần dần được khán giả biết đến nhiều hơn. Sau đó, Lưu Học Nghĩa tiếp tục xuất hiện trong các phim tiên hiệp nổi tiếng với các vai diễn ấn tượng như Yêu Vương Trảm Hoang trong truyền thuyết Bạch Xà năm 2018, vai Hạo Thần Trà Xanh trong phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát năm 2020, vai Thiên Khải Thượng Thần trong bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần năm 2021. Bởi vì đóng phim của Trang rất nhiều và thường là những nhân vật có lòng với tam giới nên Lưu Học Nghĩa được cư dân mạng gọi vui là người phát ngôn của tam giới, người sáng lập tam giới, hộ thần tận trung với tam giới. Năm 2023, Lưu Học Nghĩa có nhiều phim lên sóng và anh chàng tiếp tục đem đến cho khán giả những vai diễn khó quên như vai Hòa Thượng Vô Tâm trong Thiếu Niên Ca Hành hay vai phản diện Lưu Tử Thương trong Trường Phong Độ. Rõ ràng, Lưu Học Nghĩa có mọi thứ cần có của một người diễn viên xuất chúng, từ nhan sắc, diễn xuất đến khả năng biến hóa đa dạng qua từng vai diễn. Nhưng vấn đề là các vai diễn nổi bật của Lưu Học Nghĩa tính đến thời điểm hiện tại đều là những vai phụ. Còn phim anh đóng chính thì lại không có thành tích quá tốt, cũng vì thế mà Lưu Học Nghĩa vẫn không thể chứng minh khả năng gánh phim của mình. Thêm vào đó, mặc dù các vai diễn của Lưu Học Nghĩa đều có nhiệt độ cao khi phim phát sóng, nhưng lại không đủ lớn để có thể duy trì lâu và thu hút được thêm lượng lớn người hâm mộ. Năm 2023, Lưu Học Nghĩa có vai nam chính Kế Đan Dương trong phim Họa Mi, bộ phim đạt được mức rating phá 3.0 khi chiếu đài. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ để tên tuổi Lưu Học Nghĩa bứt phá trên đường đua lưu lượng tại Cbiz. Tuy nhiên, cơ hội để Lưu Học Nghĩa tiến bước xa hơn tại Cbiz vẫn còn rất rộng mở. Khi năm 2024 này, Lưu Học Nghĩa có 3 bộ phim có khả năng được lên sóng là Gian Hoa Lệnh đóng cùng Cúc Tịnh Y, Niệm Vô Song đóng cùng Đường Yên và Xuân Hoa Yếm đóng chung với Ngô Cẩn Ngôn. Đặc biệt, vai diễn Mộ Dung Cảnh Hòa trong Xuân Hoa Yếm, một trong tứ đại cha nam giới ngôn tình, được các mọt phim dự đoán sẽ có khả năng thoát vòng và bùng nổ như vai diễn Lý Thừa Ngân trong phim Đông Cung trước đó. Cùng chờ đợi vai diễn ấn tượng này của Lưu Học Nghĩa nhé! Trịnh Nghiệp Thành. Trịnh Nghiệp Thành sinh năm 1993, từng theo học Học viện Hí kịch Trung Quốc và đã bước chân vào làng giải trí một thời gian dài. Có thể nói, so với nhiều nam diễn viên cùng lứa 90 thì ngoại hình và diễn xuất của Trịnh Nghiệp Thành đều rất nổi bật. Anh phù hợp cả với phim cổ trang và hiện đại, không bị bó buộc hình tượng, có thể diễn vai hoạt bát sáng sủa cũng có thể diễn nam chính lạnh lùng, thâm trầm nội liễm. Đặc biệt, Trịnh Nghiệp Thành là một trong những sao nam trẻ hiếm hoi được khen ngợi khi thể hiện cảnh đánh võ trên màn ảnh. Trịnh Nghiệp Thành sở hữu các kỹ năng hát kinh kịch, múa quạt, múa thương, múa kiếm, cưỡi ngựa vô cùng nhuần nhuyễn. Thế mạnh ở khoản võ thuật và múa kiếm khiến Trịnh Nghiệp Thành tự mình thực hiện những cảnh đánh võ trên phim sống động, chân thực hơn nhiều sao nam khác. Anh thậm chí được xếp cùng với các tiền bối Hà Gia Kính, Tiêu Ân Tuấn về khả năng xoay kiếm, múa kiếm đẹp mắt. Trong suốt sự nghiệp của mình, Trịnh Nghiệp Thành từng góp mặt trong nhiều bộ phim từ truyền hình cho tới điện ảnh, điển hình như Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Hoa Thiên Cốt, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Tuy vậy, ở những tác phẩm hot này anh lại chỉ đảm nhiệm vai phụ ít đất diễn. Những bộ phim mà Trịnh Nghiệp Thành đóng nam chính như Trúc Khanh Hảo, Ly Nhân Tâm Thượng, Tam Thiên Nha Sát thì lại là dự án nhỏ, không nhận được đầu tư, hậu thuẫn mạnh mẽ. Hơn nữa, Trịnh Nghiệp Thành là diễn viên tự do không có một đoàn đội mạnh. Bởi thế, tuy anh thoải mái trong việc lựa chọn tác phẩm, vai diễn mình thích nhưng lại khó cạnh tranh với những nghệ sĩ có công ty lớn chống lưng. Một lý do quan trọng khác là duyên với khán giả của Trịnh Nghiệp Thành thực sự không quá tốt. Bởi sau tất cả, diễn viên vẫn cần có ít nhất một nhân vật thực sự nổi bật để ghi dấu ấn, chinh phục và giữ chân khán giả lại với mình. Trịnh Nghiệp Thành vai nào cũng tốt nhưng lại chỉ ở mức vừa, chưa đủ ấn tượng để thực sự nổi bật. Tuy nhiên, Trịnh Nghiệp Thành lại có một điểm mà ít có nam diễn viên trẻ nào ở Cbiz hiện nay có được, chính là nam diễn viên có phong thái và khí chất của những bậc tiền bối thời cách mạng dân quốc. Gương mặt cương chính miêu hồng, vừa thanh tao nhã nhặn vừa dương quang chính trực, dáng người thẳng tắp vững chãi như tùng bách. Tất cả những điều ưu tú này từng được Trịnh Nghiệp Thành thể hiện hoàn hảo trong phim Vấn Thương Mang với vai diễn Thủ tướng Chu Ân Lai, được phát sóng cuối năm 2023.
nhân vật thủ tướng Chu của Trịnh Nghiệp Thành đã nhận về vô số lời khen từ cả khán giả, giới truyền thông và những người trong ngành. Tương lai Trịnh Nghiệp Thành vẫn còn dài, có thể lấn sang nhiều hơn ở mảng phim chính kịch hiện đại. Đây cũng là một con đường hợp lý để nam diễn viên cân nhắc thêm. Bành Tiểu Nhiễm. Từng được đánh giá là mỹ nhân cổ trang tiềm năng với thành công của phim Đông Cung, Bành Tiểu Nhiễm hiện tại khiến khán giả tiếc nuối khi chưa có nhiều đột phá trong sự nghiệp. Năm 2019, bộ phim Đông Cung lên sóng và đã tạo nên cơn sốt khắp châu Á. Nội dung hấp dẫn, bối cảnh và trang phục đẹp, quá trình sản xuất chỉn chu, phim nhận được đánh giá cao của công chúng. Với vai nữ chính Khúc Tiểu Phong, Bành Tiểu Nhiễm vụt sáng thành sao sau 5 năm vô danh. Hình ảnh Tiểu Phong cưỡi trên lưng ngựa tung vó khắp thảo nguyên khiến cho khán giả ấn tượng và được gọi với biệt danh Hồng Y Mỹ Nữ. Diễn xuất của Bành Tiểu Nhiễm từng được các đạo diễn lớn như Trần Khải Ca, Lý Thiếu Hồng, Quách Kính Minh đánh giá là khá tốt. Bên cạnh nền tảng diễn xuất tự nhiên và ngoại hình sáng, Bành Tiểu Nhiễm trước đây còn là nghệ sĩ thuộc công ty của Phạm Băng Băng. Phạm gia đã nâng đỡ Bành Tiểu Nhiễm rất nhiều, giúp cô giành được vai nữ chính trong Đông Cung. Nhưng Đông Cung chưa kịp lên sóng thì Phạm Băng Băng đã bay màu khỏi showbiz, thành ra Bành Tiểu Nhiễm phải tự lực cánh sinh. Chính vì thiếu đi sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên nghiệp nên dù có danh tiếng sau Đông Cung, nhưng Bành Tiểu Nhiễm vẫn khó bước lên được đỉnh cao. Sau thành công của Đông Cung, nữ diễn viên lại càng trở nên chật vật khi không duy trì được nhiệt độ, sự nghiệp ngày càng tụt dốc. Đến năm 2021, Bành Tiểu Nhiễm mới đầu quân về công ty Thiên Hạo Thịnh Thế, tuy nhiên ngôi nhà mới cũng không giúp ích được nhiều cho nữ diễn viên. Các dự án mà cô nhận được đều là các bộ phim nhỏ, chủ đề phim cũng khó tạo nên sức hút. Mấy năm trở lại đây, Bành Tiểu Nhiễm có cơ hội đóng chính trong một số dự án, nhưng các phim mà cô tham gia như Quân Cửu Linh, Người Trong Mộng Xuân Khuê, Tinh Hà Trường Minh đều gặp thất bại và chìm vào lãng quên. Đến khoảng cuối năm 2022, Bành Tiểu Nhiễm ký hợp đồng với công ty Thái Dương Xuyên Hòa. Dưới sự hỗ trợ của công ty mới, sự nghiệp của Bành Tiểu Nhiễm dần có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Cuối năm 2023, bộ phim Điệp Chiến Dân Quốc Họa Mi của Bành Tiểu Nhiễm được lên sóng và đã gặt hái được nhiều thành công khi có rating thời điểm cao nhất vượt mức 3.0 trên kênh CCTV8. Thành tích này đã giúp Bành Tiểu Nhiễm bước vào nhóm những tiểu hoa thế hệ 90 có thực tích truyền hình tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Tin vui nối tiếp tin vui, những hình ảnh hậu trường của Bành Tiểu Nhiễm với vai trò diễn viên khách mời trong phim Đại Mộng Quy Ly cũng nhận được phản ứng tích cực từ khán giả. Nhiều người nhận xét rằng nhan sắc của cô nàng đã trở lại thời kỳ đỉnh cao Đông Cung. Hiện tại Bành Tiểu Nhiễm đang hợp tác cùng Nhậm Gia Luân trong dự án Phượng Hoàng Đài Thượng, được cải biên từ tiểu thuyết Hoàng Hậu Của Ta của tác giả Tạ Lâu Nam. Dự kiến đây sẽ lại là một bộ phim siêu ngược tâm đối với mọt phim ngôn tình trong năm 2024 này. Hàn Đông Quân. Trước khi chính thức ra mắt với vai trò là một diễn viên phim truyền hình, Hàn Đông Quân từng có thời gian học diễn xuất tại Canada. Anh về nước vào năm 2012 và bắt đầu ký kết với công ty phim ảnh Đường Nhân và được công ty o bế như con cưng. Nhờ ngoại hình nam tính, gương mặt được đánh giá là không góc chết, Hàn Đông Quân nhận nhiều vai chính dù vẫn còn là tân binh từ năm 2013. Những bộ phim gây sốt như Pháp Sư Vô Tâm hay Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ chính là minh chứng cho sức hút của chàng diễn viên trẻ điển trai. Bên cạnh đó, anh cũng được mời diễn nhiều vai phụ trong nhiều chế tác đình đám như Chuyện Tình Cây Táo Gai hay Tân Thần Điêu Đại Hiệp. Thời điểm đó, công ty Đường Nhân chưa bao giờ bạt đãi hay để Hàn Đông Quân phải chịu thiệt thòi về tài nguyên phim ảnh. Thậm chí Hàn Đông Quân còn trở thành nam thần trong lòng hàng vạn khán giả nữ, được dự đoán sẽ kế thừa lứa đàn anh như Hoắc Kiến Hoa, Hồ Ca, Bành Vũ Yến. Hàn Đông Quân nổi tiếng nhờ sự nâng đỡ của công ty Đường Nhân, nhưng tụt dốc cũng chính vì Đường Nhân. Sau khi có những bước phát triển đáng kể, Hàn Đông Quân lại bị sự quản thúc quá nghiêm ngặt của Đường Nhân ảnh hưởng nặng nề. Công ty khi ấy không cho anh nhận dự án bên ngoài vì sợ tổn hại hình tượng, chỉ cho anh tham gia phim của công ty và những vai đề cao nhan sắc, không được có vết tích làm xấu nào. Đó cũng là quyết định sai lầm khiến Hàn Đông Quân bị đóng khung hình tượng và dần vụt mất đi cơ hội bật lên. Ngoài ra, Đường Nhân cũng nổi tiếng là làm ăn may rủi, thiếu đường lối và sự quy củ. Công ty cũng không đẩy mạnh truyền thông, khiến cho cái tên Hàn Đông Quân mau nóng cũng mau nguội. Đến giai đoạn 2018 đến 2019, gần như Hàn Đông Quân không còn nổi tiếng như trước. Nam diễn viên tiếp tục tham gia các phần kế tiếp của Pháp Sư Vô Tâm, nhưng không thành công như xưa. Khán giả chỉ quan tâm việc anh phim giả tình thật với Trần Giao, nhưng rồi câu chuyện cũng sớm bị chìm. Bản thân Hàn Đông Quân cũng được đánh giá là hiền quá, không thích tự quảng bá bản thân hay tạo đề tài thảo luận. Anh giống như một bức tranh đẹp nhưng nhàm chán, dễ bị lướt qua. Hiện tại Hàn Đông Quân đã bước qua một thập kỷ diễn xuất, vẫn đẹp trai người người như xưa. Nam diễn viên cũng bắt đầu có những dự án phim ngoài công ty, thế nhưng độ thành công thì không nắm chắc. Gần đây anh được Ngô Kinh tạo cơ hội tham gia hai phần bom tấn Trường Tân Hồ, thế nhưng cũng không thể nổi danh trở lại.
Có khán giả cũng hy vọng rằng Hàn Đông Quân có thể sớm có ngày Đông Sơn tái khởi để không lãng phí chiếc nhan sắc và thân hình từng khiến nhiều fan phải mất ăn mất ngủ một thời. Trương Thiên Ái. Trương Thiên Ái nổi lên nhờ bộ phim Thái tử Phi Thăng Chức Ký. Đây là một bộ phim khá đặc biệt với nội dung xuyên không mới lạ và khiến cho người xem cười chảy nước mắt. Cứ tưởng chẳng ai chú ý đến Thái tử Phi Thăng Chức Ký, ai ngờ đâu bộ web drama này lại gây bão màn ảnh nhỏ vào cuối năm 2015 và đưa Trương Thiên Ái trở thành sao nữ nổi tiếng chỉ sau một đêm. Nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất tự nhiên lại càng khiến cho sức hút của Trương Thiên Ái thêm mạnh mẽ hơn. Không chỉ là gương mặt tiềm năng trên màn ảnh mà mỹ nhân 8X này còn được kỳ vọng sẽ thành người kế nhiệm Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh. Trong khoảng thời điểm thăng hoa nhất ấy, Trương Thiên Ái xuất hiện với tần suất dày đặc, cô liên tục tham gia các sự kiện và chiếm sóng trên mọi diễn đàn. Những tài nguyên mà Trương Thiên Ái nhận được khi đó khiến nhiều người ghen tị, ai cũng nghĩ con đường cô đi sẽ trải đầy hoa hồng. Mặc dù đã nổi tiếng nhưng tham vọng của Trương Thiên Ái không chỉ dừng lại ở đó, cô lựa chọn đi theo con đường hắc hồng. Những thị phi liên tục bủa vây Trương Thiên Ái khiến cho cư dân mạng mất dần thiện cảm với người đẹp này. Suốt khoảng thời gian từ năm 2016-2018, Trương Thiên Ái không có bộ phim nào giúp cô đạt được đỉnh cao mới. Nhiệt độ giảm dần, lại không có khả năng gánh phim nên nhà sản xuất cùng các nền tảng không còn ý muốn mời Trương Thiên Ái nữa. Công ty chủ quản cũng bỏ rơi Trương Thiên Ái để nâng đỡ người khác khiến cô càng đơn độc trong làng giải trí. Thêm vào đó, Trương Thiên Ái còn gặp nhiều cú sốc về tình cảm khi bị bạn trai cũ nhiều lần lừa dối và phụ bạc. Trở lại sau những ồn ào, ngoài những dự án kinh phí thấp thì Trương Thiên Ái hiện cũng chỉ nhận được vai phụ trong một số phim cấp S cộng như Thanh Bình Nhạc hay Tuyết Trung Hãn Đao Hành. Tuy vai diễn của Trương Thiên Ái vẫn được khán giả chú ý đến nhưng lại không thể khiến cô quay về với thời Hoàng Kim được nữa. Với tình hình hiện nay của Trương Thiên Ái, cô chắc hẳn không còn là sự lựa chọn mà các nhà sản xuất hướng đến cho những vai nữ chính. Trong số những phim chờ chiếu của Trương Thiên Ái thì chỉ có A Mạch Tòng Quân là dự án tiềm năng nhất. Nhưng khi lên sóng vào 31 tháng 1 vừa qua, A Mạch Tòng Quân tuy được khán giả khen hay, nhưng hiệu quả phát sóng lại không được như mong đợi. Điều này khiến cho tương lai của Trương Thiên Ái lại càng thêm phần rất mờ mịt. Trên đây là 5 diễn viên trẻ tài sắc vẹn toàn, nhưng độ nổi tiếng lại chưa tương xứng. Ai là người khiến bạn tiếc nuối nhất và mong rằng họ sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa trong tương lai? Hãy chia sẻ với mọi người ở phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. See you!